Khai thị, chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 129. Người nữ này chỉ có thân trên, không có thân dưới. Phật Pháp nói, độn căn lợi trí, quyết không phải nói bạn nhận qua sự giáo dục cao đẳng, học qua rất nhiều khóa trình, thì bạn được xem là lợi căn. Không hề thấy vậy. Căn tánh lợi độn là nói trí và ngu của một người. Không phải ở chỗ bạn đi học nhiều hay ít, không phải bạn lấy được học vị gì. Ngày xưa, khi tôi bắt đầu học Phật, tôi quen biết với lão cư sĩ Chu Kính Vũ. Lúc đó ông gần sắp 70 tuổi rồi. Vị lão nhân này đã nhận qua giáo dục của phương Tây. Vào thời kỳ kháng chiến, ông làm cục trưởng thuế vụ của hai tỉnh Tây Khang và Tứ Xuyên. Sau khi kháng chiến thắng lợi, trở về quê nhà làm nhân viên tài chính tỉnh Tiết Giang. Chúng tôi quen nhau ở Đài Loan. Ông là một đệ tử Phật Kiền Thành. Vì sao mà ông học Phật vậy? Ngày trước, người già ở quê đều học Phật, thế nhưng không ảnh hưởng đối với ông. Ông nhận qua giáo dục phương Tây, không tin tưởng những thần đạo này. Tuy nhiên cũng có đọc qua Phật Kinh, có tiếp xúc qua một số người học Phật, nhưng tuyệt đối không tin tưởng. Ông nói, ông có một hôm, vào lúc đó ở Trùng Khánh, buổi tối hôm đó cùng với bạn đánh bài rất khuya, đại khái đến 2-3 giờ mới nghỉ. Thời kỳ kháng chiến, giao thông không thuận tiện như bây giờ, phải đi bộ. Tuy là có đèn đường, nhưng ánh sáng không đủ, chỗ có chỗ không. Tuổi tác như chúng tôi đây đều biết, thời gian đó là như vậy. Lúc ông ấy trở về nhà, đi đường khoảng nửa giờ đồng hồ, ông đang đi trên đường cũng không để ý ở phía trước có một người con gái. Cô ấy đi phía trước, ông ấy đi phía sau, cách nhau không xa lắm. Ban đầu không có chú ý, khi qua một thời gian rất lâu, bỗng nhiên nghĩ lại. Bây giờ là nửa đêm rồi, vì sao cô gái lại ra ngoài vậy? Ý niệm này vừa khởi lên, toàn thân nổi hết da gà. Tỉ mỉ mà quan sát, cô gái đi phía trước chỉ có thân trên, không có thân dưới. Ông ấy sợ chết đi được. Từ đó ông bắt đầu học Phật. Lão cư sĩ Chu nói, nếu như không phải chính mắt tôi nhìn thấy, thì làm sao tôi có thể tin tưởng Phật Pháp. Ông nhờ cái nhân duyên như vậy mà vào cửa Phật. Sau khi vào cửa Phật, ông ấy nói với tôi, người nữ lúc đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến để khải phát thiện tâm của ông ấy. Cái cách nghĩ, cách nói này của ông có thể nói được thông. Phật Bồ Tát là ứng cơ nói pháp, cơ duyên của bạn chín mùi, các ngài liền đến giúp đỡ bạn, phục hồi thiện căn của bạn, khải phát thính tâm của bạn. Do đây có thể biết, trong Phật Pháp nói độn căn lợi trí, không phải bình thường chúng ta nói. Một người nào đó nhận qua giáo dục cao đẳng thì là thuộc về lợi trí. Không phải vậy. Chúng ta xem thấy ở trong lịch sử, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Thiền Tông không có đi học, không biết một chữ nào. Ngài là lợi trí, ngài không phải là độn căn. Ngài vừa nghe người ta tụng kinh, ngài liền khai ngộ. Căn tánh lợi độn, từ chỗ này chúng ta có chút thể hội. Người lợi căn phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Đây là người lợi căn. Người độn căn, vọng tưởng nhiều, phiền não nhiều, trí tuệ ít. Cần phải chính mắt xem thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn, thì họ mới có thể tin tưởng.
A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.